Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 16 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thăm và động viên gia đình có 3 nạn nhân bị tử vong do hỏa hoạn tại huyện Khoái Châu. Người dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ việc đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng. Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp thực hiện chương trình dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 9. Xã Cương Chính vận động nhiều hộ dân tháo dỡ công trình mới xây trên đất nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa trong bản tin thời sự trưa nay, vào đêm ngày 15 tháng 3 tại gia đình ông Vương Gia Mười, trú tại xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, đã xảy ra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 người chết, 1 người bị thương. Ngay trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã về thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân. Cùng đi có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 15 tháng 3, tại gia đình ông Vương Gia Mười, trú tại thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, xảy ra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ chiến sĩ đến tiếp cận hiện trường. Khoảng 1 giờ sau, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã khiến 3 người trong gia đình thiệt mạng là ông Vương Gia Mười và vợ là bà Đào Thị Chiến, cùng sinh năm 1967. Vương Gia Cao Thắng, sinh năm 2008, con trai ông Mười. Cháu Nguyễn Vương Ngọc Anh, sinh năm 2012. Cháu ngoại của ông Mười bị thương nặng. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Khoái Châu cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã khẩn trương có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng cùng các đồng chí trong đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi và gửi lời chia buồn sâu sắc tới người thân và gia đình nạn nhân, động viên gia đình nén đau thương để vượt qua mất mát, dần ổn định về tâm lý và cuộc sống. Đồng thời tích cực phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan công an để sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao cho gia đình 50 triệu đồng tiền hỗ trợ của tỉnh. Huyện Khoái Châu cũng trao số tiền hỗ trợ là 35 triệu đồng. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng đã chỉ đạo công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an tích cực khẩn trương, nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đồng chí nhấn mạnh, vụ hỏa hoạn này để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đây cũng là bài học để mỗi gia đình nâng cao ý thức cho công tác phòng cháy chữa cháy. Sáng nay, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hưng Yên đã tổ chức tặng quà và trao 10.000 khẩu trang cho 3 trường: Trung học phổ thông Tiên Lữ, Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn, huyện Ân Thi và Trung học phổ thông Yên Mỹ. Tại các nơi đến thăm và tặng quà, đồng chí Phạm Thị Tuyến nhấn mạnh, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tuy Hưng Yên chưa có ca nào nhiễm, nhưng các trường, đơn vị, doanh nghiệp cũng như toàn dân không được chủ quan, cần đẩy mạnh tuyên truyền, chung tay cùng phòng chống dịch với phương châm chống dịch như chống giặc. Phòng dịch như chống dịch. Thầy cô giáo và các em học sinh, công nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của tỉnh, tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo môi trường học tập, làm việc an toàn, góp phần cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh COVID-19. Được biết, nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã vận động các doanh nghiệp và tổ chức cấp phát trên 120.000 chiếc khẩu trang, trên 4.000 chai rửa tay sát khuẩn cho đoàn viên, công nhân, viên chức lao động để phòng chống dịch COVID-19. Hôm nay ngày 16 tháng 3, ngày đầu tiên thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tập trung đông người, nhiều người dân đã thực hiện nghiêm túc để cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, mặc dù lượng khách đi lại trên các phương tiện công cộng và giao dịch tại một số ngân hàng đã giảm đi trông thấy, tuy nhiên, việc thực hiện công tác phòng chống dịch theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ luôn được người dân thực hiện nghiêm túc nhằm ngăn chặn khả năng lây nhiễm COVID-19 trên diện rộng. Trong thời gian dịch bệnh thì hành khách vẫn đeo khẩu trang đầy đủ. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên được Chính phủ đã ra cái quyết định ấy, là đeo khẩu trang trên nơi công cộng. Thì bản thân tôi cũng ý thức được cái việc là
khi ra ngoài là nên là đeo khẩu trang để thứ nhất là bảo vệ cho sức khỏe cho chính bản thân mình và thứ hai là bảo vệ cho cộng đồng. Tại trung tâm hành chính công, mỗi ngày thường có từ 500 đến 700 lượt người dân đến làm các thủ tục hành chính. Theo kinh nhận của phóng viên, 100% người dân đến đây đều chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang dù trước đó chưa có yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Bản thân tôi thì luôn luôn là có cái khẩu trang bên mình. Thế do vậy mà đến cái công sở luôn luôn phải đeo khẩu trang, thực hiện theo cái quy định của tỉnh cũng như là những cái khuyến cáo của các cái ngành chức năng. Tại các chợ trên địa bàn thành phố Hưng Yên, mặc dù việc buôn bán vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên một điều khác biệt lớn nhất trong những ngày gần đây đó là người dân khi đi chợ và cả các tiểu thương đều đã tự ý thức về việc bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người xung quanh bằng việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19. Đi bán hàng này mình phải tiếp xúc với mọi người, mình phải phòng chính mình là chủ yếu, gặp người lọ, gặp người kia. Bây giờ mình phải đeo khẩu trang nó... chứ không phải là bây giờ mới đeo, ngày nào mình cũng đeo. Mặc dù là ngày đầu tiên thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tập trung đông người, nhưng trước đó hầu hết người dân đều đã ý thức được mối nguy hiểm từ việc lây lan của dịch bệnh COVID-19 và đã tích cực thực hiện mà không cần bất cứ một yêu cầu hay quy định nào, thể hiện sự chung tay, đồng lòng của người dân cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã phối hợp triển khai sản xuất chương trình dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 9. Chương trình lớp 9 có 3 môn Toán, Văn và Tiếng Anh phát sóng từ ngày 16 tháng 3 trên 2 khung giờ. Buổi sáng bắt đầu từ 9 giờ, buổi chiều từ 14 giờ. Mỗi môn học sẽ được phát sóng 7 tiết một tuần. Thời lượng mỗi bài giảng kéo dài khoảng 40 phút, được các thầy cô giáo chuẩn bị chu đáo, thiết kế bám sát với chương trình giáo dục hiện hành, đáp ứng đa dạng nhu cầu của học sinh, từ trang bị, ôn luyện, tổng hợp kiến thức cơ bản và nâng cao. Căn cứ vào cái nội dung bài giảng thì người thầy sẽ thiết kế bài giảng chủ yếu là cái phương pháp thuyết trình để làm sao đảm bảo được cái nội dung, những cái nội dung kiến thức cơ bản nhất cho các em ôn tập. Và cũng qua cái bài giảng này thì các thầy cô có thể có những cái phần hoạt động mà tìm tòi mở rộng thêm để giúp các em khắc sâu cái kiến thức. Bước đầu thì áp dụng cho chương trình của học sinh lớp 9 phục vụ cho việc xét tốt nghiệp và thi tuyển sinh vào lớp 10 và rút kinh nghiệm từ cái việc tổ chức cho học sinh lớp 9 thì ngành giáo dục đào tạo cùng với truyền hình Hưng Yên cũng sẽ tổ chức cho các cái khối còn lại. Các thầy cô bộ môn cũng như giáo viên chủ nhiệm sẽ theo dõi đi cùng học sinh trong suốt quá trình học. Và việc tương tác đối với học sinh là qua một số cái hệ thống trực tuyến giữa thầy và trò, tức là giữa giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn trong cái buổi dạy ngày hôm đó. Để chương trình đạt được hiệu quả cao, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên chủ động xây dựng kế hoạch ghi hình, phát sóng, đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh phục vụ bài giảng. Học sinh có thể theo dõi trực tiếp trên kênh truyền hình hoặc xem lại trên các hạ tầng khác của đài như kênh YouTube, website hungyentv.vn và fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Đây cũng là những kênh tiếp nhận các ý kiến phản hồi của học sinh, giáo viên để hoàn thiện cả về hình thức, phương pháp và nội dung bài giảng. Chúng tôi đã chỉ đạo một kíp sản xuất chương trình về trang thiết bị máy móc, về nhân lực và lực con người để phối hợp tích cực với Sở Giáo dục Đào tạo để hoàn thành chương trình. Chúng tôi nhận thấy là cái việc mà dạy học trên truyền hình thì qua TV nó sẽ phổ thông và phổ cập hơn, dễ dàng hơn đối với các cháu. Không phải hộ gia đình nào thì cũng có mạng Internet để mà học trực tuyến. Nhưng mà TV thì hầu hết các gia đình đều có. Chúng tôi cũng rất mong là cái chương trình sẽ mang được cái hiệu quả thiết thực, bổ ích đối với học sinh trên toàn tỉnh. Chương trình dạy học trên truyền hình được phát sóng hoàn toàn miễn phí với mục đích hỗ trợ một cách thiết thực nhất cho học sinh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn lan rộng và diễn biến phức tạp. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây đã có nhiều tác giả chọn chủ đề COVID-19 để sáng tác các bài hát sôi động ý nghĩa, mang tính cổ vũ tinh thần mọi người vượt qua dịch bệnh. Tại Hưng Yên, học sinh Bùi Phương Nhi cũng hưởng ứng phong trào này bằng việc sáng tác tập truyện tranh với tựa đề Phòng dịch Corona cùng gia đình nhà thỏ.
Lúc đầu thì con cũng chỉ làm bài tập theo yêu cầu của thầy thôi, nhưng mà xong rồi sau đấy thì con tìm ý tưởng cách con hay có thói quen nhìn xuống dưới vườn ấy ạ. Thì con có thấy ba con thỏ của nhà con, thì con nghĩ cho nó vào chuyện thì nó sẽ đáng yêu hơn ạ. Con muốn nói cho mọi người biết về cả các cách vệ sinh lẫn ăn uống để phòng tránh corona một cách đúng nhất ạ. Qua những nhân vật ngộ nghĩnh, tình tiết hài hước, Phương Nhi đã mang câu chuyện gia đình nhà thỏ để cung cấp cho người đọc những thông tin về những nơi dịch bùng phát, cách phòng tránh dịch bệnh, những thực phẩm giúp tăng cường sức đề kháng, nên làm gì khi có những biểu hiện ho và sốt, thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Câu chuyện sau khi được sáng tác xong, Phương Nhi đã đọc cho gia đình cùng nghe, khiến bố mẹ em rất bất ngờ. Gia đình cũng rất là bất ngờ, bởi vì trong câu chuyện đó là con cũng đã có sự tìm hiểu rất là chi tiết, cũng như là những cái thông tin cũng khá là chính xác. Thì cũng có hỏi con là sao con lại có thể có những cái thông tin này. Thì con cũng trao đổi là chỗ nhà trường cũng đã cho con những cái trang thông tin chính thống, và con đây là bài tập kỹ năng sống của con. Thế là gia đình cũng rất là ủng hộ. Với cách thể hiện sáng tạo, những kiến thức phòng dịch được lồng ghép rất đầy đủ, tác phẩm truyện tranh của em không chỉ được nhà trường đánh giá cao mà khi up lên fanpage của trường đã nhận được nhiều lượt xem của phụ huynh và học sinh. Theo dõi câu chuyện của con từ đầu đến cuối thì đầu tiên là mình cảm thấy là rất là thú vị. Thứ hai nữa là mình thấy rằng là đưa những cái thông tin về dịch bệnh nhưng nó không quá là căng thẳng, nó hết sức là nhẹ nhàng. Đồng thời những cái thông tin cũng rất là cần thiết về cái virus corona. Thì mình thấy rằng là cái câu chuyện nó được truyền tải rất là nhẹ nhàng, thú vị dưới cái con mắt của các bạn nhỏ. Giữa nỗi lo về dịch bệnh SARS-CoV-2 thì những ca khúc hay những tác phẩm truyện tranh như thế này sẽ giúp mọi người vui cười và bình tĩnh hơn trước dịch bệnh, đồng thời còn cung cấp kiến thức và những quy tắc ứng xử trong mùa dịch COVID-19 đối với người dân. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong nhiệm kỳ vừa qua, kinh tế của xã Phạm Ngũ Lão phát triển toàn diện và tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người năm đạt 42,6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,55%, 100% dân số được dùng nước sạch, 100% thôn xóm duy trì hoạt động hiệu quả tổ vệ sinh, trên 90% gia đình văn hóa, 4 trên 4 làng đạt làng văn hóa. Năm 2017 đạt xã nông thôn mới. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được tăng cường giữ vững. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, đại hội đã lựa chọn bầu ra ban chấp hành Đảng bộ xã Phạm Ngũ Lão nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên. Trên cơ sở chỉ thị 35 của Bộ Chính trị cùng các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về đại hội Đảng bộ các cấp, công tác nhân sự cho đại hội được các địa phương của huyện Văn Lâm ra soát bàn bạc dân chủ nhằm lựa chọn những đại biểu đủ tiêu chuẩn, tâm huyết với phong trào của địa phương để bầu vào ban chấp hành khóa mới, bởi địa phương xác định cán bộ là khâu quan trọng nhất của mọi phong trào. Tốt nghiệp Đại học Luật và Đại học Quản trị Kinh doanh, đảm nhận nhiều vị trí công tác tại xã như cán bộ văn phòng Đảng ủy, phó trưởng ban tuyên giáo kiêm báo cáo viên, phó trưởng khối dân vận, phó trưởng đài truyền thanh xã. Anh Tuấn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, anh được bầu vào ban chấp hành khóa mới với số phiếu cao. Điều này thể hiện sự tin tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân địa phương với những cán bộ trẻ có năng lực. Cũng là trách nhiệm nặng nề mà đối với bản thân tôi phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Nguyện đem hết sức mình để phục vụ cho Đảng. Đoàn kết cùng tập thể ban chấp hành, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tân Quang lần thứ 26. Không chỉ cấp xã, nhân sự cho Đại hội chi bộ thôn nhiệm kỳ này cũng được các địa phương của Văn Lâm đặc biệt chú trọng. Theo quy trình 5 bước, nhằm bổ sung đảng viên trẻ cho cấp ủy thôn,
đây là lần đầu tiên trong rất nhiều nhiệm kỳ, chi ủy thôn Thanh Đặng, xã Minh Hải có cấp ủy trẻ tuổi là Lý Đức Nam, sinh năm 1998. Tham gia nghĩa vụ quân sự, được kết nạp đảng cho quân đội, xuất ngũ trở về địa phương, làm công nhân trong doanh nghiệp. Tích cực tham gia phong trào, nay được chi bộ giao phụ trách phát triển phong trào thanh niên và đảng viên là công nhân của thôn. Rõ ràng thực tế phấn đấu đã trải qua của Nam sẽ giúp phong trào của thôn phát triển hơn. Từ bài học trước đây của trong thôn cũng có những đồng chí vi phạm thì tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm. Bản thân tôi là cũng xác định làm hết sức mình thôi. Đến ngày 10 tháng 3, 103 trên tổng số hơn 150 chi bộ và một đảng bộ cấp xã của huyện Văn Lâm hoàn thành tổ chức đại hội. Điểm nổi bật so với nhiệm kỳ trước là độ tuổi trung bình cấp ủy trẻ hơn từ 5 đến 8 tuổi, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định. Nhiều năm nay, huyện Khoái Châu tích cực mở rộng diện tích trồng cây cỏ ngọt, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Toàn huyện có trên 150 mẫu ruộng thâm canh cây cỏ ngọt, tập trung ở các xã An Vĩ, Ông Đình, thị trấn Khoái Châu. Theo người dân cho biết, để cây cỏ ngọt phát triển tốt, cho hiệu quả cao, quan trọng nhất là khâu tưới tiêu. Cỏ ngọt là cây ưa ẩm nhưng không chịu được ngập úng, vì vậy ruộng trồng cần đảm bảo dễ lấy nước tưới, đồng thời tiêu rút nước nhanh khi có mưa to, tuyệt đối không để ruộng bị ngập úng. Cỏ ngọt rất dễ sống, xuống giống chỉ 2,5 tháng sau là có thể thu hoạch. Trung bình một sào cho thu 5 lứa một năm, đạt 5 tạ cỏ khô với giá bán từ 40 đến 50 nghìn đồng kg. Người trồng thu lãi từ 10 đến 15 triệu đồng. Lợi dụng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ giữa năm 2019 đến nay, hơn 20 hộ dân ở xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ xây nhà trông coi tài sản trên đất nông nghiệp, vi phạm các quy định theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Để khắc phục tình trạng này và thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ, xã đã vận động các hộ vi phạm tự giác tháo dỡ. Các hộ vi phạm tập trung ở hai thôn Đặng Xá và Bái Khê. Theo quy định thì trên những khu vực chuyển đổi này, người dân không được xây nhà bằng vật liệu cứng, song hơn 20 hộ dân đã tự ý xây dựng để làm nhà trông coi và chứa các nông cụ. Trước các vi phạm này, chính quyền xã, thôn đã đến nhắc nhở lập biên bản, đồng thời tuyên truyền vận động các hộ dân thực hiện nghiêm cam kết khi chuyển đổi không vi phạm xây nhà trên đất nông nghiệp. Lúc đầu nhiều hộ dân còn chống đối chưa thực hiện và có tư tưởng nhà này nhìn nhà kia. Song nhờ kiên trì vận động, thuyết phục và giải thích cũng như cử lực lượng tới hỗ trợ tháo dỡ, đồng thời quy định rõ thời gian để cưỡng chế vi phạm nên nhiều hộ dân hiểu ra và tự giác chấp hành. Chúng tôi tự nguyện tháo dỡ, mà tháo dỡ là tháo toàn bộ luôn. Mong các nhà khác thì cũng tháo dỡ như nhà. Về ý thức là gia đình là cũng chấp hành là chưa tốt, là cứ xây cố xây là cũng rình lúc đêm hôm, xây vụng mà lúc anh em mà họ không ra ngoài này. Thế là tôi là chủ gia đình là cũng có vận động tất cả là con cháu trong gia đình là tự tháo gỡ chấp hành vui vẻ và không có ý kiến gì. Gia đình ông Phạm Văn Hẹn có gần 2 mẫu ruộng chuyển đổi. Tháng 2 năm nay, ông xây một gian nhà khoảng 10m2 để trông coi tài sản. Nhưng nay thấy như thế là sai phạm vì làm bằng vật liệu cứng lại xây kiên cố, trong khi các hộ khác bắt đầu tháo dỡ. Lại được sự hỗ trợ của xã cho người đến giúp nên ý thức được việc làm của mình là không đúng. Cái việc làm mà tôi thấy là nó có sai, sai với chính sách của nhà nước. Với hai là sai là đây chúng tôi là phải sửa. Tôi không làm nữa, có tháo dỡ ra thôi. Đại diện lãnh đạo xã Công Chính cho biết đây thực sự là bài học cho công tác quản lý đất đai, cho chính quyền xã, nhất là trách nhiệm của cán bộ địa chính và lãnh đạo ban chi ủy thôn Đặng Xá và thôn Bái Khê khi để xảy ra các vi phạm, dù chỉ là lán trại trông coi trên đất nông nghiệp. Bởi một người làm được, nhiều hộ khác sẽ làm theo. Hôm nay là nhà nhỏ, ngày mai sẽ là những công trình lớn với cả gia đình kéo ra ở như đã diễn ra tại nhiều địa phương khác. Nếu như những hộ trên sau thời gian trong tháng 3 mà không tự nguyện tháo dỡ cái phần diện tích vi phạm thì chúng tôi sẽ phối hợp với ngành điện để yêu cầu cắt toàn bộ cái điện vào khu vực trại lán đã xây dựng trái phép cũng như là vườn. Vẫn cố tình thì chúng tôi sẽ hoàn thiện các hệ thống văn bản theo quy định của pháp luật để tổ chức cưỡng chế trong tháng 4. Đến ngày 15 tháng 3, trong khi đa số các hộ mới vi phạm đang tự tháo dỡ thì vẫn có hộ chưa chấp hành hoặc làm qua loa để đối phó. Vì vậy,
dư luận ở xã Cương Chính vẫn hy vọng chính quyền nơi đây sẽ kiên quyết xử lý triệt để các sai phạm theo kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh với các hộ cố tình chây ỳ để không còn những công trình lán trại chăn nuôi trên những cánh đồng chuyển đổi như thế này, đồng thời hạn chế khiếu kiện vượt cấp. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.